chị cái rãnh này của chị giờ được căng này, và da chị được căng và nếp nhăn chân chim nên là chị đã được cải thiện rất nhiều, chị trẻ ra nhiều. Bên này thì chưa làm tới nên là vẫn còn chảy xệ và nếp nhăn vẫn còn, chắc chắn là làm xong là hai bên cân nhau, là chị trẻ ra rất là nhiều tuổi. So với cái tuổi 50 của chị là chị không có tự tin trước đây, nhưng đến đây đến BB Thanh Mai là chị rất là tự tin và chị cảm thấy rất là hài. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực. Nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước, các chính khách, các doanh nhân luôn đến và làm đẹp trong suốt những năm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả và chất lượng làm đẹp tại BB Thanh Mai.